ensuring freedom around the globe. Bạn yêu thích những siêu anh hùng trên màn ảnh, hay may mắn có những bộ phim bom tấn bom tạ của Hollywood nhưng lại không có thời gian ra rạp? Video hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn 3 chiếc đầu phát phim mang các chiếc phim về nhà bạn. Nếu là fan của những bộ phim kinh điển thì không nên bỏ lỡ video này nhé. Nào, đến với top 3 đầu phát phim bán chạy nhất đầu năm 2019. 1. Hymeria Q30. Được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, hiện đại với bề mặt hợp kim chất lượng cao bền bỉ. Hymeria Q30 thiết kế với kiểu dáng vuông vức, không thua kém các thiết bị Android TV Box là bao. Tốc độ xử lý nhanh vì sở hữu chip xử lý 4 nhân Qualcomm, RAM 2GB, ROM 8GB, chỉ trên nền tảng Android 7.0. Kết nối đa năng với thiết bị khác nhau, chất lượng âm thanh hình ảnh đạt tiêu chuẩn, hỗ trợ hầu như đầy đủ các nền dạng video, hình ảnh phổ biến hiện nay. Đặc biệt hơn, thiết bị hỗ trợ hát karaoke online chất lượng cao với nguồn nhạc từ YouTube online. Đặc biệt, Q30 có thể biến chiếc TV đại cũ của mình thành một chiếc smart TV với nhiều ứng dụng thông dụng dựa trên nền tảng Android 7.0. 2. Hymeria Q10 Pro để đáp ứng nhu cầu công nghệ hiện đại cho các anh em như chuyển đổi TV thông thường thành smart TV, truyền tải video nhanh tích tắc, điều khiển Hymeria Q10 Pro dễ dàng thông qua smartphone, iPad với thiết kế đẹp mắt tinh tế sang trọng vì có phím chức năng cảm ứng, nổi bật nhờ đèn LED và đầy đủ các cảm kết nối cần thiết. Âm thanh sống động như thật, hình ảnh sắc nét, mượt mà do có hỗ trợ chế độ họa chuẩn màu chuẩn video 4K Ultra. Tương thích với tất cả các ứng dụng giải trí online hiện nay, có thể truy xuất video, hình ảnh rất nét ra màn hình, không bị gián đoạn khi xem. Vị trí cuối cùng là Dune HD Pro 4K. Hoàn toàn không thể phủ nhận Dune HD Pro 4K là đầu phát phim đẳng cấp. Nếu so sánh với đầu phát phim cùng giá, thì Dune HD Pro 4K phải nói là không có đối thủ. Có thiết kế nhỏ nhắn, nằm gọn trên bàn tay. Dune HD Pro 4K mang đến mình những tính năng vượt trội với hình ảnh 4K sắc nét như ngoài đời thật. Sản phẩm còn được trang bị giải mã âm thanh tại không gian âm thanh 3 chiều xuất sắc nhất hiện nay, biến TV thường thành TV thông minh, giúp kết nối internet và dễ dàng truy cập các trang nhạc, báo, video và các kho game online. Kết nối dễ dàng, thao tác như trên smartphone, như chơi game, xem phim, nghe nhạc. Tính năng thông minh vượt trội, xử lý hơn 1 tỷ màu, hỗ trợ những công nghệ có hình nghe nhìn mới nhất hiện nay.